Chính phủ ban hành Nghị định số 116 ngày 17 tháng 9 năm 2024, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138 ngày 27 tháng 11 năm 2020, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, và Nghị định số 06 ngày 21 tháng 2 năm 2023, quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trong đó bổ sung điều 68A, công chức có thể bị tạm đình chỉ công tác trong các trường hợp sau: có hành vi vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống gây ảnh hưởng tiêu cực, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức cá nhân; có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi công vụ; cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng nhiệm vụ được giao; đang bị xem xét xử lý kỷ luật mà cố ý không thực hiện yêu cầu của cấp có thẩm quyền trong quá trình xem xét xử lý vi phạm của bản thân, hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn, ảnh hưởng của mình, của người khác để tác động, gây khó khăn cho việc xem xét xử lý, hoặc nếu để tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét xử lý kỷ luật; đã bị xử lý kỷ luật đảng và đang trong thời gian chờ xem xét xử lý chức vụ, chính quyền mà nếu tiếp tục công tác sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; có văn bản đề nghị tạm đình chỉ công tác của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan tiến hành tố tụng hoặc của cơ quan khác có thẩm quyền, các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Đối với công chức lãnh đạo quản lý do người đứng đầu cấp có thẩm quyền bổ nhiệm và quản lý thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền, đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức quy định, thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài thêm thời gian tạm đình chỉ nhưng không quá 15 ngày làm việc. Quyết định tạm đình chỉ công tác đương nhiên hết hiệu lực thi hành khi hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, chậm nhất là 2 ngày làm việc kể từ khi xác định có căn cứ tạm đình chỉ. Cơ quan, bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ có trách nhiệm báo cáo đề xuất người đứng đầu ra quyết định tạm đình chỉ, chậm nhất là 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất của cơ quan, bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ người đứng đầu ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức. Trường hợp tạm đình chỉ công tác không đúng quy định hoặc có kết luận công chức không vi phạm, chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày có đủ cơ sở, người đứng đầu ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý công chức. Quyết định tạm đình chỉ công tác và quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác nếu có phải được công bố trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức và gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Công chức bị tạm đình chỉ công tác thực hiện các quyền và trách nhiệm theo quy định của cấp có thẩm quyền và theo Điều 81 Luật Cán bộ Công chức. Quyết định tạm đình chỉ công tác là căn cứ để xem xét xếp loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm công tác đó. Nghị định số 116/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 6 năm 2024. Nghị định số 116 tại Điều 31A quy định xét nâng ngạch từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương, từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau: được tặng bằng khen của bộ, ban ngành, tỉnh trở lên do có thành tích trong công tác và được đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề, năm xét nâng ngạch. Có 3 năm công tác liền kề trước năm xét nâng ngạch được đánh giá xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 1 năm được đánh giá xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xét nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau: được tặng huân chương lao động hạng 3 trở lên và được đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm xét nâng ngạch, được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và có 3 năm công tác liền kề trước năm xét nâng ngạch được đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua bộ, ban ngành, tỉnh trở lên và có 3 năm công tác liền kề trước năm xét nâng ngạch được đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 1 năm được đánh giá xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xét nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau: được tặng huân chương lao động hạng nhì trở lên và có 3 năm công tác liền kề trước năm xét nâng ngạch được đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 1 năm được đánh giá xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc.
trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có số lượng công chức đủ điều kiện xét nâng ngạch do có thành tích trong hoạt động công vụ nhiều hơn so với cơ cấu ngạch công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì việc xác định công chức được xét nâng ngạch thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây. Công chức có thành tích khen thưởng cao hơn. Trường hợp bằng nhau thì xét công chức có nhiều thành tích khen thưởng hơn trong thời gian giữ ngạch. Công chức có thành tích thi đua cao hơn. Trường hợp bằng nhau thì xét công chức có nhiều thành tích thi đua hơn trong thời gian giữ ngạch. Công chức là nữ. Công chức là người dân tộc thiểu số. Công chức có thời gian công tác nhiều hơn. Công chức nhiều tuổi hơn tính theo ngày tháng năm sinh. Trường hợp vẫn không xác định được người được xét nâng ngạch thì cấp có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền bổ nhiệm ngạch xem xét quyết định. Điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2024 đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Bộ Quốc phòng đã ban hành thông tư 53/2024 quy định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Theo thông tư, việc áp dụng điều chỉnh trợ cấp hàng tháng này áp dụng với các đối tượng sau. Quân nhân đã phục viên xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại quyết định số 142 ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương. Quyết định số 38 ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 142 năm 2008. Quân nhân, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên xuất ngũ, thôi việc, đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại quyết định số 62 ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan. Thông tư nêu rõ, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên theo công thức. Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ tháng 7 năm 2024 bằng mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2024 nhân với 1,150. Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng trên sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm cụ thể như sau. Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.628.000 đồng trên tháng. Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.746.000 đồng trên tháng. Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.868.000 đồng trên tháng. Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.988.000 đồng trên tháng. Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 3.105.000 đồng trên tháng. Thông tư nêu rõ, kinh phí thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại thông tư này do ngân sách nhà nước bảo đảm. Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí theo đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để ủy quyền cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chi trả cho đối tượng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 2024.